Mộng Lan xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bác sĩ nhãn khoa James Trương của Eye Care Optometry, chính thức là hội viên cao cấp nhất FIAO, tức là Fellowship của AutoCare của Hiệp hội AutoCare Hoa Kỳ và quốc tế. Bác sĩ nhãn khoa James Trương cũng có 6 bằng cấp thiết kế trong AutoCare nhằm đạt kết quả cao nhất về AutoCare. Hội viên của Hiệp hội COVD, tức là Vision Therapy, là phương pháp điều chỉnh thị lực của những người bị hai mắt yếu, một mắt yếu tức là lazy eye, mắt lé, nhức đầu do học nhiều, kém tập trung, hay lo ra, kém trí nhớ, đọc sách mà không hiểu, hoặc là khi sự phối hợp giữa tay và mắt không đều dẫn tới chữ viết xấu. Bác sĩ nhãn khoa James Trương cũng là hội viên của Hiệp hội CSO, tức là Color Vision Therapy, dùng kính lọc màu để lọc từ nguồn ánh sáng với đầy đủ quang phổ màu nhằm chọn lấy màu riêng biệt, dẫn đến sự thay đổi các chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ, nhờ đó hỗ trợ trong việc điều chỉnh các chứng bệnh có liên quan về mắt. Bác sĩ nhãn khoa James Trương cũng là hội viên của Hiệp hội NORA, tức là Neuro Rehab Vision Therapy, chuyên phục hồi chức năng thị giác của những người do bị chấn thương tâm lý sau chiến tranh, gọi tắt là PTSD, chấn thương đầu hoặc stroke dẫn đến những rối loạn về thị lực. Bác sĩ nhãn khoa James Trương cũng là hội viên của Hiệp hội BOAF, tức là Behavioral Optometry, nhằm hỗ trợ điều chỉnh thị lực cho các trường hợp bị rối loạn thị giác do ADHD, Autism. Bác sĩ cũng có Board Certification in Optometry. Bác sĩ nhãn khoa James Trương đã được đài truyền hình 13 KCOP bầu chọn là Top Optometrist trong 3 năm liên tục 2014, 2015 và 2016. Bác sĩ nhãn khoa James Trương gần đây đã nghiên cứu phương pháp mới có tên gọi là OKC, chữ viết tắt của AutoCare và Color Vision Therapy, là sự kết hợp tuyệt hảo, không những yêu cầu giữ và giảm độ cận cho con em của quý vị mà còn gia tăng trí thông minh và trí nhớ, giúp các em học giỏi hơn. Tham khảo hoàn toàn miễn phí, đặc biệt là nếu quý vị sign up AutoCare cùng ngày tham khảo sẽ được tặng bonus kính lọc màu. Xin quý vị gọi để biết thêm chi tiết ở số 714-418-9607, 714-418-9607. Kính chào quý khán thính giả, đây là chương trình Đôi Mắt Sáng với bác sĩ nhãn khoa James Trương của Eye Care Optometry Fountain Valley. Mộng Lan xin kính chào bác sĩ. Vâng, chào chị Mộng Lan và chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Đôi Mắt Sáng. Cũng là chương trình OKC, là phương pháp phối hợp kính lọc màu và cái phương pháp AutoCare để kiểm soát. Bây giờ tại mình nâng lên cái trình lên độ cao hơn rồi, trước đây là AutoCare thì bây giờ nó gọi là myopia control, tức là kiểm soát cận thị. Trước đây là chúng tôi bắt đầu từ khi mà bắt đầu tôi bước tay mà bắt đầu thì làm cái design lên là chúng tôi đã design ngay từ đầu là myopia control, tức là phương pháp kiểm soát cận thị rồi. Nhưng mà bây giờ chúng tôi muốn giải thích cho quý vị biết là chúng tôi đang làm ở cái mức độ cao nhất của cái phương pháp mà để kiểm soát cận thị ngay từ lúc đầu, chứ không phải bây giờ mới làm. Và bây giờ có một cái hay hơn nữa là những cái software, sáu cái phần mềm mà để thiết kế cái chồng AutoCare đó là hoàn toàn chúng tôi là up to date. Tiếng Việt là up to date, tức là mình cập nhật tới mới nhất, lúc nào mình cũng coi như là download cái mới nhất để mình design cái chính xác nhất để giúp cho hiệu quả cao nhất và giúp cho giữ độ tốt nhất. Yeah. Bác sĩ có tất cả là 6 bằng thiết kế trong AutoCare, và cái này rất là quan trọng thưa với quý khán thính giả, tại vì con mắt của mỗi người khác nhau phải không bác sĩ? Và cái độ cận rồi độ loạn là của mỗi người khác nhau, mình không thể dùng một cái standard lens được cho tất cả các con mắt phải không ạ? Không thể nào được các chị, phải dùng cái design, cái thiết kế là cái tốt nhất. Tại vì vừa qua chúng tôi có một số trường hợp, một số phụ huynh cũng tới đây tham khảo và cũng đi tham khảo nhiều nơi, thì quý vị có nói là một số nơi, một số các phòng mạch đó, họ mới mở ra thì họ cũng dùng cái phương pháp AutoCare, thì họ cũng quảng cáo về AutoCare. Tuy nhiên chúng tôi muốn nói với quý vị cái con số hội viên AutoCare, trước đây mình nói với chị là 5.000, thì bây giờ họ update mới đây là hơn 6.000 rồi. Wow. Trên toàn thế giới hơn 6.000. Nhưng mà cái con số của bác sĩ fellowship đó, tức là ở cái level cao nhất đó, thì vẫn là có 109 bác sĩ thôi. Tức là trên toàn thế giới chúng ta có 4 bác sĩ Việt Nam duy nhất có bằng fellowship thôi. Mà ở miền Nam California là có một văn phòng chúng tôi, miền Bắc là có một người, bác sĩ Linh, bác sĩ Nguyễn Khánh Linh, đó là bác sĩ ở trên miền Bắc. Rồi còn một bác sĩ ở bên Úc và một bác sĩ ở bên Texas. Rồi, đó là duy nhất 4 bác sĩ Việt Nam được pass qua cái bằng cấp fellowship. Fellowship là cái level cao nhất, giống như mình nói là đai trắng và đai đen vậy đó. Còn nếu trường hợp những bác sĩ mà họ nhớ họ mới đi vào cái ngành AutoCare mà họ chưa hề đi tham dự cái hiệp hội AutoCare bao giờ
và họ chỉ mày mò mới lúc đầu, thì cái đó là rất là khó, tại vì họ chỉ có thể dùng những cái chồng stock lên thôi, thì cái đó cái kết quả của nó sẽ không được mỹ mãn đâu, và cái có thể phải làm lại. Có thể coi như chúng tôi có rất nhiều trường hợp các văn phòng khác tới đây làm lại với chúng tôi, thì cái đó là cái trở ngại đối với chúng tôi, là khi cái trở ngại là chúng tôi làm lại giống như một căn nhà mới, thì quý vị không phải lo lắng, nhưng mà căn nhà cũ rồi chúng ta phải mà chúng ta không muốn đập đi, chúng ta đổ sửa lại, chúng ta phải sửa lại rất là khó khăn. Và đồng thời đó là với phía chúng tôi, còn với phía quý vị thì quý vị có thể bị double tiền, double cái tiền lệ phí, là quý vị đã phải trả tiền cho một cái văn phòng nào đó, tuy nhiên là quý vị không thành công hay là thất, coi như quý vị không happy, quý vị phải tới một văn phòng khác như văn phòng của tôi, thì quý vị làm lại, quý vị phải chi phí một lần nữa. Chưa hết đó bác sĩ, cũng trong quá khứ Mậu Lan có nghe một bệnh nhân của bác sĩ đã đến một văn phòng khác làm, sau đó là tăng độ mỗi năm, bác sĩ nhớ cái trường hợp đó hay không, thì em tăng độ mỗi năm lên, đã không có cái AutoCare, đã không ngưng cái độ cận thị mà lại còn tăng độ thêm, còn đến với văn phòng bác sĩ nhãn khoa James Trương thì AutoCare sẽ giúp quý vị ngưng tăng độ cận thị, nhưng mà cái phương pháp kính lọc màu đó, quý vị cũng có thể đọc cái bài viết này ở trong trang thương mại đó đây của Nhật báo Người Việt vào ngày 17 tháng 9 năm 2016, quý vị sẽ thấy là nó còn giúp giảm đi, nếu mà quý vị chịu khó nghe lời bác sĩ James Trương đó, thì nó còn giúp giảm cái độ cận thị cho quý vị nữa. Nó đã không hết, nó còn tăng thêm đúng không bác sĩ? Vâng, chị nói đúng, có rất nhiều trường hợp tăng độ khi mà làm các nơi khác đó, rất nhiều trường hợp bị tăng độ thêm. Chúng tôi có khoảng 3 trường hợp tăng rất nhiều chị. Tức là làm trường hợp lần trước mình cũng có cái phim quay đàng hoàng trên YouTube đó, là em này coi như là trước khi làm với chúng tôi là ba một bên mắt là 4 độ, bên 3 độ rưỡi. Sau khi các em làm chúng tôi một mắt là 9 độ, một mắt là 8 độ rưỡi. Thành ra các em lên rất nhanh. Mặc dù các em đáng đeo AutoCare, và tôi đã gặng hỏi một lần là cái có phải là em đeo mỗi đêm hay không, thì người đó bố mẹ vẫn nói là các em đeo mỗi đêm chứ em không có skip. Trường hợp skip thì có thể chúng ta không giữ được, nhưng mà các em này không skip mà vẫn bị tăng, thì đó là những trường hợp tăng. Rồi một trường hợp tôi muốn nói quý vị nên cho các em đeo sớm. Tại vì cái đeo sớm nó có lợi là sau này các em lên trung học các em không có phải ngủ quá nhiều. Chúng tôi có một trường hợp rất là đáng thương, phải nói là em này thì coi như gia đình là em rất thích làm AutoCare, nhưng mà gia đình thì lại nói nghe nói AutoCare, nghe ở đâu đó thì nói AutoCare không tốt và AutoCare có thể làm hư hại mắt. Thành ra chính vì thế gia đình không cho em làm. 3-4 năm trời em đã lên, em lên rất nhanh, em từ có 2 độ mà lên tới 7 độ rưỡi. Thành ra cái đó là một cái hối tiếc của cả gia đình và của chính bản thân em, tại em đã rất muốn làm nhưng mà bố mẹ em không cho em làm. Thì cái trường hợp này cũng là một cái mà tôi muốn nói với quý vị huynh, quý vị nên đi tham khảo đi, quý vị hắn lắng nghe đi rồi quý vị hắn quyết định, chứ quý vị đừng có ở nhà rồi quý vị nghĩ là cái này không tốt, cái này không kiếm tốt, rồi quý vị từ chối đi cái tiếng cuộc tham khảo hoàn toàn miễn phí. Và đặc biệt trong tháng 10 này chúng tôi promotion là chúng tôi tặng cho 2 cái kính lọc màu cho các em nào sign up AutoCare cùng ngày. Vâng. Dạ, cảm ơn bác sĩ, và số điện thoại để quý vị gọi để được tham khảo miễn phí với bác sĩ nhãn khoa James Trương của iCare Optometry Farm Valley là 714-418-9607, 714-418-9607. Đây là một cái quick cái chia sẻ này, là em này đeo hơn 4 năm một cái bộ chồng của tôi kê và hoàn toàn không phải thay đổi. Tên là có thể giới thiệu qua tên em là gì hay không? Dạ, tên em là Phước La. Năm nay Phước được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, Phước được 19 tuổi. Phước làm cái chương trình AutoCare này là được mấy năm rồi? Phước đã làm được chương trình này khoảng 4 năm nay. Trước khi mà làm cái chương trình AutoCare này thì Phước có lo lắng điều gì hay không? Dạ, Phước có lo lắng là suy nghĩ cái chương trình này là chỉ có là một cái cách để mấy cái nhân phòng được thêm tiền và nó giả. Còn bây giờ thì Phước thấy AutoCare này có lợi ích gì cho Phước? Dạ, Phước thấy là Phước thấy rõ hơn, và khi mà đi chơi banh và học bài thì nó rất là dễ hơn, khỏi cần mang kính. Bây giờ là Phước đang học ở trong đại học phải không? Dạ. Và Phước theo ngành gì? Dạ, Phước đang học Business Administration. Trước khi mà làm AutoCare, Phước có biết cái độ của Phước là bao nhiêu hay không? Dạ, Phước nhớ là độ của Phước là trừ 3 và 5.25. Okay. Thì khi mà Phước đeo cái AutoCare sau 4 năm á, thì đây là trường hợp rất là đặc biệt, là hầu như AutoCare là chương trình chỉ để ngưng độ, nhưng mà đối với Phước
Thì đây là bác sĩ, sau 4 năm bác sĩ check lại á, thì cái độ của Phước lại là được giảm độ. Thì có biết Phước có biết là mình được giảm được bao nhiêu hay không? Phước biết là nó giảm xuống đến 2.75 và 4.75. Có nghĩa là Phước giảm được một mắt là 0.75 và một mắt là giảm xuống 0.50. Dạ. Khi mà đeo cái AutoKey này là đêm đầu tiên, Phước có cảm thấy như thế nào? Dạ, Phước cảm thấy là Phước không thích tại vì nó đau và nó rất là khó chịu. Khoảng bao lâu thì Phước bắt đầu quen? Dạ, khoảng một tháng sau, xong rồi mới bắt đầu quen, không còn khó chịu nữa. Phước có thấy được cái lợi ích trong Phước chơi cái môn thể thao nào hay không? Dạ, thấy. Khi mà Phước chơi bóng chuyền thì thường mắt kiến nó rớt ra và làm cho kiến bị hư hoặc là bị gãy. Thì khi gãy thì phải đền tiền, mất tiền lắm. Và khi mà chơi bóng rổ thì người ta xô đẩy qua lợi thì Phước cũng mắt kiến cũng sẽ bị rớt xuống. Mà khi mà làm AutoCare thì trong hai môn đó không có thấy trường hợp đó. Vậy rất là tốt. Làm sao mà Phước biết được cái chương trình của AutoKey ở văn phòng này? Dạ, Phước không biết, mà mẹ ép buộc Phước phải làm AutoKey. Nhưng mà bây giờ thì Phước thích phải không? Dạ, Phước cũng thích. Vậy thì Phước có tiện giới thiệu cái chương trình này cho bạn bè hay những người thân hay không? Dạ, cũng sẽ. Trước khi mà chương trình kết thúc thì Phước có muốn nói gì với bác sĩ James Trương không? Phước cũng cảm ơn bác sĩ James Trương và các nhân viên ở nhân phòng của bác sĩ đã giúp Phước và làm cho mắt của Phước tốt lại. Vậy thì cảm ơn Phước rất nhiều cho chương trình phỏng vấn của ngày hôm nay nha. Yeah.